Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngọc Khanh xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến quý Phật tử, quý khán giả đang theo dõi chương trình Thân khỏe Tâm an trên mặt tầng 57.15 của Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc. Và ngày hôm nay xin được gửi lời chào tái ngộ đến bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh. Dạ, xin chào Ngọc Khanh, xin kính chào quý vị khán giả. Kính thưa quý khán giả, thì thường thường trong chương trình Thân khỏe Tâm an sẽ có hai phần. Phần 1 thì Ngọc Khanh và bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh sẽ nói về aspirin. Thì aspirin Ngọc Khanh cũng biết rằng là chúng ta nghe rất là thường, cũng hay nghe các vị bác sĩ từ những chương trình khác nói về aspirin. Thì ngày hôm nay bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh muốn mang cái khía cạnh nào của aspirin để mà chia sẻ cho quý Phật tử và quý khán giả? Dạ vâng, thưa Ngọc Khanh, thưa quý vị khán giả, thì đúng như Ngọc Khanh nói là cái đề tài aspirin cũng rất là thông thường. Không những vì vậy, quý vị cũng có thể mua được rất là dễ dàng. Đi ra bất cứ cửa tiệm nào, chợ búa nào cũng đều bán aspirin, và đặc biệt là không cần phải có toa bác sĩ. Thì cái khía cạnh mình muốn chia sẻ với quý vị là thông thường vì nó quá bình thường mà ai cũng mua được và không cần toa bác sĩ. Thì có nhiều người họ cho cái aspirin không phải là cái thuốc tây, vì ai cũng mua được. Thậm chí chính vì cái lý do đó, khi người bệnh nhân dùng aspirin, họ cũng không có chia sẻ cho bác sĩ của họ biết, hoặc nha sĩ, hoặc là bất cứ một cái sĩ nào họ đi. Tới khi cái sự phát hiện là cái rất là vô tình là họ đang uống aspirin. Và mình muốn chia sẻ với quý vị là aspirin có cái thành phần nguy hiểm của nó, và nó là một cái thuốc, và khi quý vị có uống thuốc này nên cho bác sĩ biết, tại vì aspirin nó có những cái thiệt hại, có thể mang tới cái thiệt hại nó có thể nó vượt hơn là cái lợi mà quý vị đang nghĩ là nó mang tới cho mình. Có nghĩa là bác sĩ đang nói với Ngọc Khanh cái thuốc aspirin vì nó quá dễ mua, và có thể là có nhiều người họ hay truyền miệng với nhau, mình nên uống aspirin để ngừa bệnh gì gì đó. Thì vì vậy cho nên người ta nghĩ cứ đi mua đi, đâu có cần phải nói với bác sĩ, hay là đâu có cần phải hỏi bác sĩ cái liều lượng để mà mình uống cho mình. Yes. Thì Ngọc Khanh đã thấy nhiều bệnh nhân nói với Ngọc Khanh là tôi 40 mấy tuổi, tôi khoảng 6 tháng nữa có thể phải uống thuốc chữa bệnh cao mỡ. Yes. Cho nên tôi đã đi ra ngoài mua thuốc aspirin để mà uống rồi. Vâng. Để mà ngừa bị cao mỡ. Đúng như vậy. Cái vấn đề đặt ra là vậy thì thật sự cái aspirin nên dùng cho đối tượng bệnh nhân nào thưa bác sĩ? Vâng, thưa Ngọc Khanh, thưa quý vị khán giả. Đó thì cái những đối tượng dùng aspirin đó, thì nó cũng rất là rõ ràng. Nhưng mà cái vấn đề là cái mà không có rõ ràng là được truyền khẩu. Tức là từ truyền miệng từ người này qua người kia. Người này qua người kia. Yeah. Và mình cũng muốn nhấn mạnh thưa quý vị là cái chuyện này không có phải xảy ra riêng cho cộng đồng người Việt Nam. Nhưng mà gần như là tất cả các người đều giống nhau, người Mỹ, người Tây, người Tàu đầy đủ hết, đều bị dính cái vấn đề này. Yeah. Tại vì không ai muốn bị đau tim, không ai muốn bị tai biến mạch máu não, không ai muốn bị stroke. Thì tất nhiên là họ thấy là khi bác sĩ viết cái thuốc này, bác sĩ nói là ồ, cái này là viết cho quý vị, là viết toa đàng hoàng, cái này để ngăn ngừa đau tim. Mình nói rõ ràng cho bệnh nhân, hay là ngăn ngừa một cái stroke mới. Thì tất nhiên là người bệnh nhân họ nghe cái điều đó. Và nếu mà người bạn bè hoặc gia đình của người bệnh nhân đó thấy bệnh nhân nó đang uống, thì họ thấy cái này ngăn ngừa stroke đau tim hay quá, thì thôi tôi cũng chạy chợ tôi mua một lọ tôi uống, đâu cần toa bác sĩ đâu. Thì cái vấn đề nó nằm ở cái chỗ đó. Chứ thật ra khi mà quý vị mà đã được một người bác sĩ mà viết cái toa aspirin, thì gần như cái đó là chắc chắn là bác sĩ đã cân nhắc những cái lợi và cái hại của cái viên thuốc này trước khi yêu cầu quý vị uống thuốc này suốt một cuộc đời mình, là uống suốt đời chứ không phải là uống 1-2 tháng, 1-2 năm. Có nghĩa rằng là dù người bác sĩ đã ra cái toa đó, nghĩa là người bệnh nhân đó có nguy cơ cao của bệnh đau tim. Có nguy cơ cao và bác sĩ đã cân nhắc. Có nguy cơ cao là một. Cái lý do thứ hai uống aspirin là mà trước hết để mình nói aspirin nó có khi nào mình uống. Tại vì nó có hai cái ngăn ngừa khác nhau. Mình có giải thích trước đây là một cái là primary, là cái ngăn ngừa cho những người chưa bao giờ bị đau tim hay là bị stroke, tai biến hay là bị thiệt hại liên quan tới bộ phận mạch máu, cơ thể, tim, mạch. Thì cái đó là mình cho họ uống trước khi mình bị. Ví dụ bây giờ người này mình thấy nguy cơ cao quá, thế nào cũng bị đau tim, bị stroke. Ví dụ như là họ lớn tuổi, là bị cao máu, tiểu đường, cao mỡ, hút thuốc lá, tăng sông không control. Mình thấy rõ ràng là cái nguy cơ người này trong 10 năm là rất là cao. Thì vì lý do đó, mình đề nghị uống aspirin rất là có lợi cho người này. Yeah. Nhưng ngược lại, nếu mà không có, để ngăn ngừa cái đó gọi là primary prevention. Yeah. Còn cái thứ hai thưa quý vị, mà
người ta đã bị stroke rồi, đã bị đau tim rồi, hay là đã bị nong mạch máu tim rồi, làm stent rồi, thì những cái này uống aspirin là secondary prevention để họ không bị cái lần thứ hai nữa. Tức là đã bị rồi đó thì Mà nếu mà một người không có những cái tiền sử của cái đó thì nên có nên cân nhắc uống đi, tại chưa bị mà giờ phải uống đi. Đó thì những người mà bởi vậy là cái mình muốn nhấn mạnh cho quý vị nước đó là cái từ nguy cơ, tức là risk. Tại vì tất cả cái gì trong ngành y khoa, khi mình đã khuyên người bệnh nhân uống thuốc, không uống thuốc, hay thử một cái máu, hay chụp một cái tấm hình, tất cả cái gì mình làm đều có nguy cơ hết. Mình ví dụ bây giờ mình biết là nếu mình chụp X-ray quang tuyến bình thường thôi, có nhiều người phụ nữ họ không muốn chụp mammogram, họ sợ cái radiation là cái phóng xạ đó làm cho ung thư. Thì tại sao mình không chụp lúc 20 tuổi, 21, 22 tuổi? Tại sao họ bảo 40 tuổi mới đi chụp? Thì họ đã biết được là vô cái tầm tuổi nào bắt đầu có nguy cơ, thì mình mới nên chấp nhận cái lợi và cái hại. Nhưng mà cái lợi nó nhiều hơn cái hại đó, nhưng mà nó không có tuyệt đối. Tại vì thưa quý vị, cũng có thể một người 20 tuổi có ung thư vú ví dụ, thì làm sao mà mình biết được? Mình chỉ căn cứ trên nguy cơ thôi, với tiền sử gia đình hay bất cứ mọi thứ đều gom góp lại, thì đó là cái nguy cơ. Cho nên mình chỉ muốn nói đó là nếu mà quý vị nào uống mà có lợi, họ cảm thấy có lợi, là cái đó là có thể là vấn đề cá nhân cho cái người đó. Nhưng đây là mình đang nói rộng cho toàn tất cả các mọi người nói chung, thì họ đã thấy là những người nào mà không có triệu chứng nhưng mà Khanh nói không có những nguy cơ, thì họ thấy là cái vấn đề mà bị xuất huyết liên quan đến aspirin, tức là chảy máu trong não, là chính aspirin làm cho bị stroke, là tóe mạch máu trong đầu, bè mạch máu ra, nó cũng là aspirin, nó cũng tạo vấn đề đó. Nếu mà uống lâu dài có nguy cơ đó thì mình có nên uống hay không, thì họ thấy là không có nên. Đó là gọi là primary và secondary prevention, thưa quý Vậy thì vị. bác sĩ nói rằng cái thuốc này không có phải là một cái thuốc mà mình muốn dùng là dùng, tại vì cái nguy hại của nó là nó làm dễ chảy máu. Thế chảy máu, và có người chính vì uống aspirin mà bị chảy máu trong đầu, tức là stroke. Thưa quý vị xin lỗi, tại vì tai biến nó cũng có hai loại, một loại là bị nghẽn mạch máu và một loại là mạch máu bị bè đó. Thì nếu mà mạch máu bị bè mà aspirin có dính líu tới thì mình sẽ bị chảy máu trong đầu. Vậy thì bây giờ mình nói tới cái nguy hại đi. Cái nguy hại của aspirin đi cho Đó bác thì sĩ. cái nguy hại, thưa quý vị, thì cái nguy hại là cái gì? Cái này thì sẽ là nói chung cho người cần hay người không cần thuốc, vì cái nguy hại là nó chung. Nhưng mà mình chỉ có nói đó là cái lợi của cái thuốc này cho những người bị nắm nguy cơ cao, thì tất nhiên là nó sẽ lợi nhiều hơn là cái hại. Nhưng mà cái hại sẽ là giống nhau. Ví dụ cái đầu tiên, aspirin có thể làm cho bị lở loét bao tử. Aspirin có thể làm cho một cái bệnh, nó làm cho máu mình tự nhiên nó bị loãng hẳn ra và không cách nào làm cho nó đông lại. Trường hợp này cũng hiếm nhưng mà có xảy ra, và mình cũng muốn truyền máu bao nhiêu thì truyền được nó ra đầu kia, là rất là nguy hiểm. Aspirin nó có cái chuyện đó xảy ra. Và nếu mà mình càng nói về aspirin và những cái nguy hiểm của nó làm cho hư thận, gan, vân vân. Nhưng mà thưa quý vị, mình cũng không muốn nói nhiều về những cái nguy hại của aspirin, tại vì nó cũng có nhiều cái lợi của aspirin. Cho nên thuốc nào cũng có cái lợi và cái hại. Cho nên mình nói về cái hại nhiều quá, nhiều bệnh nhân họ lại cảm thấy là họ họ sẽ nhát và sẽ rất là ngại uống aspirin và sẽ không uống aspirin. Đây là những người thật sự rất là cần uống, họ lại hiểu lầm, họ lại thôi tôi không uống nữa vì bác sĩ nói nguy hiểm quá. Nhưng mà cái họ đã cân nhắc sẵn hết rồi, cái lợi và cái hại đã được cân nhắc ra. Cho nên cái phần trăm mà bị tim và stroke hay mà đã bị rồi thì rất là cao, nên là họ là người thật sự rất là cần. Cho nên là mình không có nên sợ. Bởi vậy là khi người bác sĩ mà đã ra cái toa cho quý vị, bác sĩ tim hoặc là bác sĩ gia đình hoặc là bác sĩ về thần kinh thường hay viết cái toa thuốc này, thì họ đã cân nhắc cho quý vị. Và quý vị cũng có thể luôn luôn hỏi lại bác sĩ mình là đó là một lời khuyên trong ngành y khoa. Gần đây các bài báo về y khoa cũng nói là khi người bác sĩ viết cho mình aspirin, người bệnh nhân cũng có thể nên hỏi lại người bác sĩ là bác sĩ thấy là tôi thật sự có cần cái này không? Tại vì tôi muốn hiểu cho rõ hơn. Thì đôi khi cái người bác sĩ đôi khi là họ
viết aspirin ngày nào cũng viết các gì kia. Có thể là họ là một bác sĩ chuyên môn coi về bệnh stroke, nhưng mà họ nhìn ai cái nguy cơ cũng giống nhau, đôi khi có thể họ quên. Cũng là người, ai cũng có thể có quên hết, cho nên là mình cân nhắc lại. Rồi bây giờ mình nói trong vấn đề cân nhắc dùng aspirin với bác sĩ. Với một người bệnh nhân, thường thường bệnh nhân cao niên hay nói với Ngọc Khanh là tôi có uống thuốc aspirin mỗi ngày. Và bây giờ tôi có nhiều vấn đề về đau nhất. Tôi phải uống ibuprofen. Thì thưa bác sĩ, Ngọc Khanh thấy hai cái này đều làm cho mình dễ bị đau bao tử nặng ha? Dễ đau bao tử. Thưa quý vị, Ngọc Khanh nói rất là đúng, dễ đau bao tử. Tại vì hai cái đó là hai cái thuốc đó nằm trong một cái dòng thuốc gọi là NSAID, tức là Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drug. Tất cả cái thuốc trong cái dòng này có thể làm cho đau bao tử. Ví dụ như là Advil, nếu quý vị mua ở ngoài, hay là Ibuprofen, nhiều người hay đọc tắt là Ibu, Việt Nam mình, Ibu. Đó là những cái thuốc thông thường trên thị trường, ai mua cũng được hết. Nhưng mà mình cũng lương tiện cảm khai nói về cái thuốc đau nhức loại khác. Thì mình nói ví dụ như là cái Motrin hay là Ibuprofen chẳng hạn. Thì cái thuốc này bản chất nó cũng tạo ra nguy cơ bị heart attack và đau tim nữa. Cho nên là quý vị lâu lâu uống thì không có sao. Mà nếu mà đây là chuyện thường xuyên mỗi ngày đó, mình căn cứ trên cái nguy cơ nữa thưa quý vị, thì có thể mình nên đổi qua một cái thuốc khác, ví dụ như là Tylenol. Tuy là Tylenol không có hiệu quả lắm trong vấn đề đau nhức, nhưng nó vẫn đỡ hơn là mình dùng cái thuốc kia để có thể mang đến cái thiệt hại mình không có muốn. Cái đó là mình đang nói ibuprofen là một cái thuốc giảm đau. Hoặc là Motrin. Bây giờ nếu mình nói rằng là một cái thuốc khác mà nó có tương tác thuốc với thuốc aspirin mà cũng làm gây nguy hại đi bác sĩ. Cái đó thì cũng rất là hay. Cảm ơn Ngọc Khanh. Thưa quý vị, các bệnh nhân của mình, nhất là những người lớn tuổi, ai cũng mê cái thuốc gọi là ginkgo hay là ginkgo biloba, hay đọc tắt là ginkgo. Và quý vị cũng nên nhìn nhiều những cái thuốc mà quảng cáo để mà giúp cho gọi là sáng suốt, không có bị lơ mơ hay là bị bệnh quên lãng, thì là hay quảng cáo cái thuốc ginkgo này. Thì cái ginkgo theo tụi này biết về khía cạnh của bên TI đó, là nó làm cho cái máu mình nó hơi lỏng một chút xíu, nó hơi loãng một tí, thì sẽ lưu thông ở trong các cơ thể quý vị, vào trong đầu. Thì như vậy là ai mà có bị cái gì mà mỡ đóng trong thành mạch máu, cái mạch máu nhỏ trong đầu, thì máu nó sẽ lưu thông tới những cái tế bào não của mình, thì mình sẽ tỉnh táo và thông minh hơn, hay là khôn ngoan hơn. Tuy nhiên cái thuốc đó cũng là một loại thuốc loại máu, nên là ai mà đang uống aspirin thì cũng nên để ý thấy cái thảo dược gọi là herbal, nó gọi là ginkgo. Ginkgo nó trốn trong nhiều các sản phẩm của thực phẩm gọi là chức năng để mà giúp những cái thể đó. Cái đó là một cái. Còn một cái thông thường nữa là đây là những người mà cũng rất là nhiều người chuộng cái thuốc này, là thuốc dầu cá, omega 3. Thì omega 3 thưa quý vị, nó cũng có cái vấn đề side effect liên quan đến làm cho bị cũng đau bao tử, cũng bị loãng máu. Cho nên là ai mà cũng phải đi giải phẫu hay mổ, hay là đang bị đau bao tử, mình cũng khuyên người ta là phải ngưng cái thuốc đó trong một thời gian tạm thời. Ngọc Khanh nhớ cái ginkgo biloba trong Costco á, có cái chai mà nó có cái hoa màu tím tím. Rồi Ngọc Khanh thấy được là nhiều bệnh nhân Ngọc Khanh là dùng ginkgo biloba chung với aspirin, chung với dầu cá, mà là ba cái đều có nguy cơ làm cho mình dễ bị loãng máu, là khi chảy máu nó sẽ không cầm được. Không cầm được. Mà thêm một cái nữa, ginkgo cũng nhiều người bị bệnh nhức đầu cũng rất là thích cái này. Tại vì cũng có nhiều bài họ nói là uống ginkgo để chữa cho bệnh migraine, bệnh nhức đầu. Thì cũng cùng cái tư tưởng là cái ginkgo nó làm cho mạch máu mình nó lưu thông. Thì ai mà nhức đầu thì họ nghĩ là chắc là bị nghẽn mạch máu. Thì uống vào cho nó lưu thông. Mà sự thật ra nó cũng là cái thuốc làm cho có thể loãng máu được, là cái ginkgo. How about cái thuốc nó gọi là KAVA? Cái Kava. Thưa quý vị, cái Kava này nó cũng hay lắm. Tại vì Kava người Việt Nam chắc có thể, mình nghĩ là không có. Nhưng mà đây là những cái người ở ngoài đảo, nhất là đảo Fiji hay là những cái đảo Hawaii, hay là những cái đảo vùng trong Đông Nam Á, Pacific á, thì họ có một cái cây nó giống như là cái lá trầu á. Nó có một cái củ, thì cái củ là cái củ Kava. Thì tại mình có nhiều người bệnh nhân ở ngoài đảo, họ tới phòng mạch thì họ cho mình coi cái đó của họ. Thì đó là cái truyền thống của họ, họ mài cái củ nó ra, họ uống vô thì họ cảm thấy người nó rất là
khỏe. Là khỏe mạnh, relax, giống như mình uống bia đó, thì họ uống cái đó cho người nó thư giãn. Nhưng mà cái đó nó cũng có thể làm cho bị loãng móng nữa. Nên đó là một cái sản phẩm mình nên cân nhắc. Cân nhắc, mà bên Mỹ này bây giờ họ có đồ họ bán cái nó cũng nhiều, họ cũng quảng cáo nhiều mấy cái đó. Nó là hợp pháp. Cái đó là hợp pháp. Bây giờ chúng ta sẽ ngưng ngay phần 1 tại đây. Rồi. Ngọc Khanh xin mời quý khán giả tiếp tục giữ làn sóng chương trình và chúng tôi sẽ trở lại với phần 2 ngay lập tức.